Xin chào tất cả mọi người, mình là Phương Thảo, hiện đang là giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương và đây là gia đình của mình. Thực ra thì Thảo đam mê âm nhạc từ rất là nhỏ. Sau cái khoảng thời gian tuổi trẻ của mình nó vật lộn nhiều với cái âm nhạc mà không có đạt được kết quả, thì sau đó cái cơ duyên nó lại đưa mình trở thành một nhà giáo. Sau nhiều năm không có còn gắn bó với âm nhạc nhiều thì người thân cũng đã động viên mình đến với cuộc thi này để khơi dậy cái niềm đam mê âm nhạc. Rất là thích ca hát cho nên riêng về ca hát thì mình lúc nào cũng ủng hộ hết. Nhưng mà mình tự thấy là mình là một người khán giả rất là khó tính đối với vợ. Bình thường mà nếu mà hát cho gia đình nghe thì thường là bị soi rất là kỹ, ít khi nào nhận được lời khen lắm. Nhưng mà cũng đó là cũng là một cái để cho mình rút kinh nghiệm và hát tốt hơn. Trước khi vợ lên sân khấu thì mình chúc vợ luôn tự tin, tỏa sáng và thành công. Mẹ ơi, mẹ nhớ hát hay nha. Another hand slowly, gently, slowly take hand. And the violence curses silence. Who are we meant to take hand? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, in your head, they are fighting. Chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.